Vợ bé vợ lẽ gì á thì cũng là vợ, nghĩ sao đứng trong nhà hai hảo mà lại đi khen người đàn ông khác, có trật quá không vậy? Dạ thưa chị, em với anh Quang là chỗ quen biết trước, và em với ảnh không mừng chi quá đáng để phải thấy xấu hổ với dạy cậu hai nhà này. Giỏi, tưởng là gái ngoan hiền lành, ai dè miệng lưỡi cũng chói tai dữ. Mày mới khoe chi, mày ngủ ở đâu? Chuyện vui thì phải khoe chứ má. Chẳng là con Kiều Nhi nó cứ rào sơn cấm chợ anh Hảo, nên tối hôm qua hay là mấy đêm trước nữa, anh Hảo cũng cần con tới vuốt ve an ủi ảnh chứ. Đàn ông mà má, coi mạnh mẽ vậy chứ yếu đuối dữ lắm. Anh hẹn hò với nó đúng không? Tôi không có thiệt. Đủ rồi Phương Linh, chị đừng lấy dây buộc người, đừng làm lộ chuyện bất chính của mình. Người ta không nói không có nghĩa là người ta không biết. Mày dám nói chuyện gì với tao hả? Bà Hai, Kiều Nhi, Kiều Nhi, Kiều Nhi.